Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay là Bin sẽ dạy tất cả các bạn một ca khúc cực kỳ mới của Twice, đó chính là ca khúc More and More. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu học nghe thôi. 1 và 2 và 3 và 4. Phần chân thì mình sẽ nhảy qua 2 lần. Ok, chân này cũng vậy, mình sẽ bắt đầu với bên trái nha. 1 và 2 và 3 và 4. 5, mình để 2 tay đây. 5, 6 và 7 và 8. 1 là mình sẽ gạt tay qua và phần hông mình đưa lên. 1, 2, 3, 4, 5. Phần 2, hai đầu gối của mình sẽ đập vô trong. Ok, mình sẽ đến lại. 2, đi. 1 và 2 và 3 và 4 5, 6, 7. Quay, up, boom. 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó mình sẽ đặt hai tay qua như thế này. Và chân mình sẽ nhảy lên. Ok, 1, 2. Động tác thứ 2 mình sẽ chỉ tay. 1, 2, 3, 4. Hai tay như thế này. Rồi sau đó mình đặt qua. 1 và 2 và 3 và 4. Và giúp tay qua như thế này. Và chân đặt qua vương vương vương. Sau đó lùi. Và nhảy vô. More and more. Ngực 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 ngực. Mình đóng vào 2 lần. Ngực 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 ngực. Đặt nắm tay. Xoay xoay. More. Ok, sẽ đến lần lần nữa. Và sau đó chúng ta sẽ ghép nhẹ cái tốc độ cảm nha. 2 đi. 1 và 2 và 3 và 4 5 tắt tắt dùng. Quay quay. Boom. 1, 2, 3, 4, 5. Đặt hấp, đặt hấp, đặt hấp. 1 và 2 và 3 và 4 5, 6. Chừng chừng chắc. Lướt. More and more. Chắc 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 chắc. Nắm, xoay xoay. Ha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng thử với tốc độ cảm nha. 5, 6, 7, đi. 2 rồi. Pin rất là hy vọng tất cả các bạn sẽ like và chia sẻ video giúp Pin nha. Và đừng quên follow Instagram của Pin cũng như là kênh YouTube. Nhớ subscribe kênh YouTube của Pin nha mọi người. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.